Xin kính chào các quý khán giả của An Tâm Sống Khỏe. Thưa quý vị và các bạn, khi thưởng thức trứng vịt lộn hay là cháo chai thì một loại rau gia vị không thể thiếu, đó chính là rau răm đúng không ạ? Vừa giúp tăng thêm hương vị cho món ăn, vừa cân bằng lại dinh dưỡng cho thực phẩm, rau răm được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng. Không những vậy, trong đông y thì cây rau răm còn là một bài thuốc quý chữa được nhiều bệnh. Tác dụng của rau răm khi ăn sống thì ấm bụng, tiêu thực, sát trùng, tán hàn. Rau răm làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân cốt. Thế nhưng, không nhiều người biết đến công dụng này của rau răm mà chỉ coi nó là một loại rau gia vị không hơn không kém. Vậy nên trong video ngày hôm nay thì An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn 6 công dụng chữa bệnh cực kỳ hiệu quả của rau răm mà ai cũng nên tận dụng để cải thiện sức khỏe cho bản thân mình. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Cây rau răm chắc hẳn không phải là loại cây xa lạ với người Việt Nam chúng ta. Cây rau răm được sử dụng làm gia vị cho các món ăn có thịt vịt, thịt gà hoặc cháo vịt, cháo gà bởi vị cay và bùi của rau răm rất thích hợp với những món ăn này. Người Campuchia còn dùng nó để chữa thông tiểu, chống nôn và sốt. Bởi dễ ứng dụng trong đời sống, thầy thuốc đông y khuyên mỗi gia đình nên trồng một đám nhỏ trong vườn nơi gần nước để tiện dụng. Dưới đây là những cách sử dụng rau răm để chữa một số bệnh đơn giản. 1. Rau răm chữa cảm cúm. Cảm cúm là căn bệnh dễ mắc nhất, nhất là trong khoảng thời gian giao mùa, thời tiết thay đổi. Để chữa chứng bệnh này cũng rất đơn giản, mọi người có thể sử dụng một nắm rau răm kết hợp với một số nguyên liệu dễ kiếm khác trong bếp để thực hiện. Công dụng cực kỳ hiệu quả mà lại không lo đến những tác dụng phụ ngoài ý muốn. Cách 1. Kết hợp rau răm với gừng sống. Mọi người chỉ cần chuẩn bị một nắm rau răm và 3 lát gừng, rau răm ngâm sạch, gừng thái lát. Sau đó, mọi người hãy giã nát một nắm rau răm sống đã rửa sạch với 3 lát gừng, vắt nước cốt uống mỗi ngày. Cách 2. Với cách thứ hai này, mọi người sẽ phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn. Thế nhưng nhờ thế mà công dụng cũng sẽ hiệu nghiệm hơn rất nhiều. Rau răm 20g, tía tô 20g, xương bồ 16g, kinh giới 16g, bạch chỉ 10g, xuyên khung 10g, kiện 10g. Tất cả các nguyên liệu kể trên ngâm rửa sạch, sắc nước uống trong ngày. 2. Chữa đầy hơi, chướng bụng, tiêu hóa kém. Đầy hơi, chướng bụng, tiêu hóa kém là một trong những chứng bệnh mà mọi người hay mắc phải nhất mỗi khi ăn uống gì lạ bụng. Mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên, chứng bệnh này có thể khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu, bí bách hay cáu gắt, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Để cải thiện chứng khó chịu này, mọi người chỉ cần dùng một nắm rau răm rửa sạch, giã nhỏ vắt lấy nước uống. Bã đem xoa vào bụng, xoa tập trung vào vùng rốn. 3. Đau bụng tiêu chảy do nhiễm lạnh. Để thực hiện bài thuốc này, mọi người cần chuẩn bị rau răm khô 16g, bạch chuột 12g, kinh giới 16g, lương khương 12g, quế 10g, gừng nướng 4g. Tất cả nguyên liệu cho vào ấm, đổ 2 bát nước, sắc còn 1 bát, chia 2 lần uống trong ngày, chứng đau bụng, tiêu chảy do nhiễm lạnh sẽ nhanh chóng biến mất. 4. Nước ăn chân. Bệnh nước ăn chân thường xảy ra rất phổ biến sau khi địa phương bị ngập, lụt, một số người phải lội nước nhiều, các kẽ chân bị nứt ra. Có mảng trắng lép nhép, gây ngứa, sát, đau đớn khó chịu, bị nặng nhất thường ở kẽ thứ 3 và thứ 4. Bệnh tuy không gây nguy hiểm nhưng làm ảnh hưởng đến lao động, sinh hoạt nếu bị nhiễm khuẩn còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Để chữa chứng nước ăn chân này, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng những cọng rau răm có sẵn trong vườn nhà. Các bạn chỉ cần lấy rau răm giã nhỏ đắp vào nơi bị tổn thương hoặc là giã nhỏ lấy nước cốt chấm vào nơi bị đau, ngày 2 lần giữ cho vết thương được khô ráo để chống bội nhiễm. 5. Chữa rắn cắn. Rau răm là một trong những loại dược liệu cực kỳ tốt, cứu cánh cho những người không may bị rắn cắn. Rau răm một nắm giã nhỏ vắt lấy nước cho nhân uống. Bã thì đắp vào nơi bị rắn cắn băng lại, cần làm sớm thì có kết quả tốt hơn và cần đưa ngay người bị rắn cắn đến cơ sở y tế. 6. Mụn nhọt đang ở giai đoạn sưng nóng. Mọi người chỉ cần dùng một nắm rau răm và vài hạt muối, hai thứ giã nhỏ, đắp vào mụn nhọt rồi băng lại. Ngày thay thuốc một lần, phương pháp này dùng cho tất cả các trường hợp mụn nhọt, áp xe đang ở giai đoạn đầu, tác dụng chống viêm, hoạt huyết, tiêu độc. Rau răm là loại cây thích ẩm, chịu nóng và có thể sống trong môi trường ngập nước.
rau dễ trồng đến mức tồn tại gần như hoang dại bởi có khả năng mọc chồi gốc và chồi thân khỏe. Vậy nên, mọi người hãy trồng ngay một chậu rau dăm ngay trong nhà, vừa có thể ăn khi cần, vừa có thể chữa bệnh. Ngoài lá rau dăm, chúng ta vẫn thường ăn. Ở những cây rau dăm không bị hái thường xuyên còn có thể ra hoa, kết quả. Hoa quả của rau dăm cũng có thể để làm thuốc. Đặc biệt, khi dùng làm dược liệu, người ta lấy loại rau dăm có thân đỏ hơi ngả tím chứ không lấy loại thân trắng. Rau dăm là loại gia vị quen thuộc ở Việt Nam, cũng là vị thuốc được đông y quen sử dụng để điều trị bệnh. Tuy lành tính, không độc hại, nhưng rau dăm cũng có vài tác dụng phụ mà người ăn cần lưu ý để không xảy ra những sự cố ngoài mong muốn về sức khỏe như gây sảy thai, ảnh hưởng đến chuyện chăn gối. Sau đây là một số tác hại mà ít ai ngờ tới khi sử dụng rau dăm, mọi người nên biết để cẩn trọng hơn khi dùng loại rau này, dễ gây sảy thai. Vì có vị cay, tính ấm, tính thơm, hành khí mạnh, khí hành dẫn đến huyết hành, kích thích tử cung, có thể làm ra thai nên rau dăm kỵ dùng với người có thai. Bà bầu ăn ít, chỉ một vài ngọn. Với các thức đi kèm như trứng vịt lộn sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, nhưng nếu ăn nhiều, dùng rau dăm dạ uống hay là sắc làm thuốc uống thì rất nguy hiểm. Bởi vậy, khi có thai không được ăn nhiều rau dăm. Những người máu nóng, ốm gầy và phụ nữ khi đang hành kinh cũng không được dùng rau dăm. Ảnh hưởng tới chuyện chăn gối. Nếu dùng rau dăm thường xuyên với lượng quá nhiều sẽ sinh nóng rét, giảm tinh khí, thương tổn đến tủy, suy yếu tình dục. Cả nam và nữ nếu ăn rau dăm nhiều và thường xuyên có thể bị giảm ham muốn, đàn ông kém cương dương tráng khí, chân huyết sẽ khô đi. Phụ nữ có thể mất chu kỳ kinh nguyệt. Mọi người có thể sử dụng rau dăm trong một số món ăn như sau để cân đối và sử dụng loại rau này. 1. Canh bò rau dăm cho ngày trở lạnh. Món canh với vị thơm nồng của rau dăm vừa có hương vị lạ miệng lại rất thích hợp cho những ngày trời trở lạnh. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 200g thịt bò mềm, 1 quả cà chua, 1/4 củ hành tây, 1 bó rau dăm, 1 bó hành lá, gia vị, tỏi băm, hạt nêm, dầu hào, nước tương, tiêu, đường. Cách làm: thịt bò rửa sạch, lau khô, thái lát vừa ăn rồi ướp vào dầu hào, tiêu, nước tương, ít dầu ăn trong khoảng 15 phút. Cà chua rửa sạch, thái múi cau, hành tây lột vỏ và thái múi cau. Rau dăm nhặt lại lấy phần lá, rửa sạch, thái khúc, hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Làm nóng dầu ăn, cho tỏi băm vào vị thơm, tiếp đến cho thịt bò vào xào sơ. Cho tiếp hành tây vào xào, rồi đảo sơ, cho một ít nước lọc cùng với cà chua. Đun sôi nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, tắt bếp. Cho rau dăm, hành lá cùng với ít tiêu vào là hoàn tất. 2. Cá kèo kho rau dăm. Món cá kho của người dân Nam Bộ có mùi thơm của rau dăm, vị đăng đắng của mật cá làm bạn ăn mãi không ngán. Nguyên liệu 30g cá kèo, 1 bó rau dăm, 4 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê dầu ăn, 2 muỗng cà phê đường thắng, hành lá, hành hương, hành tím củ nhỏ. Cách làm: hành lá, hành hương cắt nhuyễn. Cá kèo để nguyên đầu, dùng kéo cắt phía sau đuôi cá cho sạch, không móc ruột, ăn ruột mới ngon. Rửa qua nước muối và chà muối khắp mình cá. Sau đó rửa lại nước cho sạch. Ướp cá với nước mắm, đường, tiêu trộn đều cho thấm. Xếp một lớp rau dăm dưới đáy nồi đất, một lớp cá kèo lên mặt. Xong, xếp thêm một lớp rau dăm và một lớp cá kèo. Dưới dầu ăn lên bề mặt cá, nếu bạn thích ăn cay thì cho ớt cắt sợi và cho đường thắng lên trên bề mặt của cá. Nồi không đậy nắp, lửa đun trung bình chừng 10 phút. Sau đó, kho lửa liu riu chừng 20 phút nữa, tuyệt đối là không đậy nắp. Cá kho để lửa thật nhỏ cho gia vị thấm cá và tuyệt đối là không đổ nước, cho đến khi lúc nào thấy nước rút. Và nêm nếm gia vị cho vừa miệng, bỏ hành lá cắt nhuyễn trên bề mặt. Không chỉ rau dăm mà có rất nhiều loại rau gia vị khác như tía tô, húng, rau mùi cũng có những công dụng chữa bệnh cực kỳ hiệu quả mà chúng ta không biết đến. Và tiếp theo video thì An Tâm Sống Khỏe sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những công dụng cực kỳ tuyệt vời của rau kinh giới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo đông y, rau kinh giới có vị cay, tính ấm, không độc nên có thể làm tan phong nhiệt, tăng sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Vì vậy, đông y coi kinh giới là vị thuốc chữa bệnh thông thường như sau. 1.
chữa cảm cúm. Thành phần kháng khuẩn của rau kinh giới có khả năng tiêu diệt vi khuẩn cúm. Loại thảo dược này điều trị hiệu quả các triệu chứng cúm như sốt, cảm lạnh, đau nhức cơ thể, đau đầu. Khi mới có dấu hiệu cảm cúm, một bài thuốc đơn giản mà hiệu quả là nấu cháo trắng với rau kinh giới, hành lá hoặc tía tô, dùng ngay khi còn nóng, cơ thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Hoặc là sắc chung với một số loại rau cũng có tác dụng chữa bệnh như bạc hà, tía tô, cam thảo, cúc tần, lấy nước để uống. 2. Chữa bệnh đường tiêu hóa. Trong rau kinh giới có chứa hai hợp chất kháng khuẩn mạnh là thymol và carvacrol, có thể diệt các ký sinh trùng ở đường ruột như giun, sán. Rau kinh giới còn tốt cho hệ tiêu hóa, làm dịu các cơn đau do rối loạn dạ dày và khó tiêu. Đặc tính giảm đau của rau kinh giới có thể được biết với khả năng xoa dịu các cơn đau bụng trong thời kỳ kinh nguyệt. Để giảm đau, bạn có thể uống trà bằng rau kinh giới hoặc là sắc lá tươi lấy nước uống. 3. Chữa bệnh hen suyễn. Chất flavonoid, terpen, carotenoid có trong rau kinh giới có hàm lượng rất cao. Nhờ thành phần chất này mà cơ thể bạn có được hiệu quả chống lại bệnh hô hấp và phế quản rất tốt. Để chữa bệnh hen suyễn, bạn uống trà kinh giới thêm một thìa mật ong sẽ có hiệu quả là giảm những cơn hen suyễn bất thường khi thay đổi thời tiết khiến bạn cảm thấy khó chịu. 4. Chữa chứng mề đay. Đối với người bị ngứa do dị ứng, dùng kinh giới cho nóng ra, gói vào mảnh vải gạc hoặc mảnh lưới có gai càng tốt, tiến hành trà sát khắp chỗ ngứa, làm nhiều lần sẽ giảm ngứa nhanh. Đối với người bị mề đay, nóng trong, kinh giới 16g, kim ngân 20g, hạ khô thảo 16g, thường nhĩ 12g. 5. Rau kinh giới chữa trúng phong, cấm khẩu. Để sử dụng bài thuốc này, mọi người cần chuẩn bị 12g rau kinh giới, 24g sắn dây. Rau kinh giới rửa sạch, sắc chung với sắn dây. Có thể chữa sốt nóng, nhức đầu, đau mình. Nước sắc toàn kinh giới uống nóng cho nước ép măng tre và nước cốt gừng chữa trúng phong, cấm khẩu. 7. Giảm đau bụng kinh. Rau kinh giới có đặc tính là giúp giảm đau, đặc biệt nó rất tốt trong việc làm giảm đau bụng kinh. Để giảm đau, bạn có thể pha trà kinh giới để uống bằng cách pha 1/2 muỗng cà phê rau kinh giới khô nghiền nhỏ với nước sôi, hoặc đơn giản là nhai rau tươi. 8. Diệt ký sinh trùng trong ruột. Rau kinh giới chứa hai hợp chất kháng khuẩn mạnh có tên là thymol và carvacrol, rất tốt trong việc diệt ký sinh trùng trong ruột. Rau còn có thể thoa dịu hệ thống tiêu hóa, rối loạn dạ dày và chứng khó tiêu. 9. Giúp làm đẹp da, chống lão hóa. Tác dụng của rau kinh giới chính là chống lại những dấu hiệu lão hóa da, giúp chị em phụ nữ chăm sóc da hiệu quả và tự tin với làn da của mình. Sử dụng mặt nạ rau kinh giới sẽ ngăn ngừa được dấu hiệu xuất hiện những nếp nhăn, ngăn ngừa những gốc tự do gây tổn hại cho làn da của bạn. Vì vậy, nếu là người ưa đẹp, chăm sóc làn da từ thiên nhiên thì đừng bỏ qua lại thảo dược tốt này. Thưa quý vị và các bạn, rau kinh giới vốn không dễ ăn, thế nhưng nếu ăn kèm chúng với những thực phẩm này, đảm bảo bạn sẽ nghiện ngay. Nộm rau muống rau kinh giới. Nguyên liệu: rau muống, đậu phụ, giá, chanh, đường, nước mắm, tỏi, rau kinh giới, lạc, vừng, dầu ăn, muối. Rau muống nhặt phần non, bỏ hết lá. Đun sôi nước, cho rau vào trần sơ, giá nhặt bỏ hai đầu, trần sơ trong nước sôi. Chanh vắt lấy nước cốt, đậu phụ thái hình que nhỏ, thả vào chảo dầu sôi, rán vàng đều, vừng rang vàng, lạc rang vàng, xé vỏ tách làm đôi, rau kinh giới thái rối. Trộn đều rau muống, giá, rau kinh giới, đậu phụ, nước trộn, hòa nước cốt chanh, đường, nước mắm, tỏi, ớt rồi trộn với hỗn hợp rau, cho nộm ra đĩa, rắc vừng lạc lên trên. Dồi trường xào kinh giới. Nguyên liệu: dồi trường, rau kinh giới, ớt chuông, ngô non, hành tím, gia vị, dầu ăn. Dồi trường thái miếng dài từ 1,5 đến 2 cm. Rau kinh giới nhặt lấy lá, rửa sạch, để ráo. Ớt chuông bỏ hạt, thái khúc 2 cm, ngô thái đôi theo chiều ngang, hành tím băm nhuyễn. Phi thơm hành tím băm với 1/2 thìa súp dầu ăn. Cho dồi trường vào xào, nêm 1 thìa cà phê hạt nêm, 1/2 thìa cà phê đường, 1/4 thìa cà phê muối, xào trong 5 phút, cho dồi trường ra tô.
bò nướng rau kinh giới. Nguyên liệu: lá kinh giới, thịt bò, cần tây, gia vị, hành tây. Kinh giới rửa sạch, bỏ cọng, thịt bò thái lát 1,5cm, cần tây rửa sạch, xay nhuyễn, vắt lấy nước, hành tây băm nhuyễn, trộn vào với nước cần tây và gia vị rồi ướp với thịt trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi thịt đã ngấm gia vị, dây bột lá kinh giới qua dây nhỏ. Phủ toàn bộ miếng thịt, đặt miếng thịt lên một vỉ thưa, rồi đặt lên mâm nướng và nhớ là mặt thịt có tẩm bột lá thì quay lên trên. Nếu lò đã nóng thì chỉ cần 4 đến 5 phút là đã chín. Cho dầu nóng vào chảo, cho thịt vào chiên nhanh vàng đều hai mặt. Khi ăn, cắt nhỏ thành từng miếng và ăn như một món ăn chơi với bánh mì hoặc ăn cùng với cơm sẽ rất ngon. Xào ngô và ớt chuông với 1/2 thìa súp dầu ăn, thêm 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê đường, cho dồi trường vào đảo đều, cho lá kinh giới vào rồi tắt bếp. Thiên nhiên xung quanh chúng ta còn rất nhiều điều đặc biệt mà chúng ta còn chưa khám phá hết. Mong rằng với những chia sẻ của An Tâm Sống Khỏe về hai loại rau gia vị kể trên thì mọi người có thể ghi nhớ và tận dụng để nâng cao sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.